cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe bọc thép, chó nghiệp vụ cùng hàng trăm cảnh sát được huy động để truy tìm kẻ nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương gây rúng động dư luận. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bộ Công an, cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết. Trưa ngày 30 tháng 1, hàng trăm cảnh sát vẫn đang bao vây khu vực rừng tràm thuộc địa bàn các xã Trung An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để bắt nghi can xả súng làm 4 người chết và 1 người bị thương xảy ra ở ấp 5, xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xe bọc thép, chó nghiệp vụ được công an đưa tới các khu rừng tràm, cao su gần hiện trường để truy tìm dấu vết kẻ nổ súng. Nghi can gây án là đối tượng Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi. Thiếu tướng Sô khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng chức năng. Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Đặc biệt, cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết. Đến 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, khoảng 500 người gồm cảnh sát cơ động, công an địa phương, dân quân tự vệ được điều động đến khu vực rừng tràm, bãi sậy thuộc địa phận xã Trung An, huyện Củ Chi, cách hiện trường xảy ra vụ nổ súng khoảng 10 km để phong tỏa các ga đường, ráo riết truy lùng nghi can. Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cảnh sát đã siết chặt an ninh, chốt chặn ở các ga tư và cấm một số tuyến đường. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tránh xa khu vực hiện trường để lực lượng chức năng xử lý các tình huống. Trước đó, như Dân Chí đã đưa tin, chiều ngày 29 tháng 1, người dân nghe thấy nhiều tiếng súng phát ra từ một hẻm cụt trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và chạy ra kiểm tra thì phát hiện nhiều người nằm gục bên vũng máu, gần đó có vỏ đạn. Tất cả nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 4 người đã tử vong. Quá trình điều tra, công an đã xác định nghi can Tuấn gây án một mình và bằng khẩu súng nghi giống AK. Sau khi nổ súng làm 4 người chết và 1 người bị thương, đối tượng Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy màu đỏ, trên tay vẫn cầm khẩu súng. Hình ảnh từ camera ghi lại, đối tượng Tuấn đi xe máy màu đỏ, trên người mặc quần sót jean, áo khoác đen và đeo khẩu trang, tay cầm súng. Danh tính 4 nạn nhân tử vong là Vương Ngọc Hưng, sinh năm 1990, Lê Tấn Long, sinh năm 1974, Lê Thành Trung, sinh năm 1992, cả ba cùng ngụ huyện Củ Chi. Huỳnh Ngọc Minh Tùng, sinh năm 1985, quê Bà Rịa, Vũng Tàu, tử vong. Một người bị thương là Trần Văn Thanh, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, bị thương.